tiền đình nhiều năm rồi. Chắc phải gần 20 năm rồi. Thế ạ. Nhưng mà có nghĩa là mình biết bệnh ấy thì mình tự giải quyết. Lúc là khó chịu là hay nướng gạch ấy, xong mặt mình chiếu với muối lên để gối đầu lên. Gối đầu và gối cổ lên cho nó dễ chịu. Và khi ấn cái tay này vào thấy dương rất là đau. Mà nó không đỡ được nhiều, nó chỉ dễ chịu một lúc đấy thôi. Kể đi làm gì cũng được, ví dụ như là đến massage hay là bấm huyệt chân nữa thì nó cũng không cải thiện được nhiều lắm. Nhưng mà chị về từ hôm học với vú võ võ ấy, bố con ấy, đứa nhỏ ấy, tức là được khoảng 3 buổi liên tục là 6 lần. Buổi trưa thì không làm được. Thì cứ dùng cái đầu cao su nhọn. Tức là nó cứ bì bì nhá. Mình cảm giác là như được gõ vào cái bì mà nó không có cảm xúc ấy, kiểu như thế. Đấy, nó bì như thế đấy. Mà rất đau. Đau luôn đấy, đau tê luôn đấy. Nhưng mà càng gõ thì lại càng thấy nó dễ chịu. Và như bây giờ ấy, sau 3-4 ngày thì thấy nó phải giảm được 50%. Nó mềm đi, vùng đấy nó mềm. Nó mềm hẳn đi mà ấn nó không đau như trước nữa. Đấy chưa? Đấy, hôm nay sang nói chuyện với bà ngoại ở Gia Lâm, bị ở Ninh Hiệp, bạn bè cứ chị mua cho em bộ dụng cụ này về. Xong rồi bây giờ con em nhỏ em không đi đường, chị hướng cho em bó gõ cái, nhà em cả nhà đau hết cả cổ lưng này. Mua cho em một cây, bán thêm.